Xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho có một cặp để phục vụ cho những bác nào cần một con loa đời cao là thứ nhất này, cái thứ hai là hàng đẹp này, cái thứ ba là chất âm nó gọi là xịn sò một chút này, đấy đảm bảo là bác đánh chắc tiếng tép sáng này. Đấy, thì alo cho em, dinh ngay cặp L9 Bích này về nhá. Một con đời 9 dòng đời cao màu mận chín rất là đẹp. Đấy. Những cái màu này là cái màu bản đặc biệt mới có các bác nhá, tức là những đời đời cao này, thứ nhất là phải đời cao này, thứ hai là phải là những cái bản đặc biệt đấy, hoặc là bản limited, tức là bản giới hạn ấy, thì nó mới có những cái màu sơn xi phủ bóng đẹp như thế này, màu mận chín đẹp như thế này, còn không thì không bao giờ có. Các bác cứ theo dõi kênh nhà mình biết, cả những con on kêu đời chín cũng rất là cao nhá, rất ít con có những cái màu mà nó bóng đẹp như thế này đấy, nó là màu cam đỏ hoặc là màu các thứ thì màu đấy thì nó ném nhảm không thiếu. Nhưng mà riêng cái màu kiểu màu mà sơn cho kiểu màu mận chín mà nó kiểu tươi mà đẹp bóng loáng như thế này ấy, thì gần như là đếm trên đầu ngón tay đấy, và gần như chỉ những đời cực kỳ cao và bản là bản giới hạn thì mới có, nó chính là con L9 Epic. Vâng, con này thì được trang bị một con bát là bát 13, bát đúng tiêu chuẩn của hãng Onkyo đấy, đo đúng tiêu chuẩn kích thước của hãng này, và nó được trang bị đây là một cái bát chảo, bát chảo đấy, tức là lón của nó là không có này, nó là dòng màng liền luôn đấy, và gân của nó là dòng gân vải nhá, gân vải và là gân xếp, cái quạng âm này nó ra vào nó rất là rộng. Thế nên là cái tiếng, tại vì sao các bác bảo là càng đời cao thì tiếng nó càng thanh và nghe nó càng quệ, mà nó nghe nó càng phê là như vậy đấy, tiếng nghe nó ngọt lắm đấy. Với cặp này thì em thật các bác là chưa cần nghe nhạc nhé, chưa cần nói đến chất độ độ âm của nó, mà chỉ cần nhắc hình thức thôi là nhìn đã sướng con mắt rồi đấy. Thế nên là các bác, ngoài cái yếu tố là mình nghe nhạc này thì mình còn trưng bày, em nghĩ là cũng rất là đẹp đấy. Các bác có thể mua những cái này cái nọ mình trưng bày vào thì giá nó cũng khoảng chục triệu, 20 triệu là bình thường, nhưng mà những cái vật đấy nó chỉ là mình chỉ để tượng trưng trưng bày một chỗ thôi, còn những con này thì mình vừa tạo ra cái âm thanh nó sống động mà nó lại hình thức đẹp nữa thì cái giá trị nó lại tăng gấp mấy lần lên đấy. Và cặp này thì các bác chỉ bỏ ra mức giá bao nhiêu ạ? Vâng, có 2 triệu 390.000 thôi. Đấy, 2 triệu 390.000 là các bác sở hữu ngay một cặp Onkyo L9 Epic đời cao hàng bản hiếm. Đấy, màu sắc gọi là đẹp tuyệt vời. Đấy, màng bát trắng lõn là luôn. Đây, màng bát này trắng lõn là. Đấy. Các dòng này thì tép của nó nhá thì đều được trang bị là từ kép. Từ kép các bác nhá, từ kép, và các phần bên ngoài được phun sơn tĩnh điện rất là chi tiết. Đấy. Những cái dòng đời này thì cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Đấy, từ các con ốc và nắp và chỉnh chu, kể cả các những cái giong cao su này khi đưa căng vào ấn cũng phải nói là tuyệt vời luôn, nắp rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đấy, hàng đây các bác nhìn này, đẹp lắm. Như con này các bác kê vào không gian nhà mình, em thật các bác là nó quá đẳng cấp luôn đấy. Và những con đời cao thì các bác để ý này, cầu loa này hoàn toàn là có bắp chuối hết nhá, rắc của nó hoàn toàn là có bắp chuối đấy. Đây, những con khác nhá thì nó chỉ là một cái gì đó nó cắm vào thôi, còn con này nó là một có bắp chuối, và cái nhựa này gia cố hết bằng ốc đấy, dòng ốc bốn cạnh rất đẹp đấy. Chất liệu vỏ tôi khỏi bàn, nó dày á, những cái dòng này vỏ nó rất là dày đấy. Đây, có bắp chuối nhá, trục trong là trục đồng nhá, hàng xịn nó phải khác các bạn. Đấy, ê căng thì đầy đủ hai trước này đấy, căng em để dưới đây. Đấy, căng hai trước, logo rất đẹp này, logo kiểu ánh bạc rất là đẹp. Cặp này thì hàng hóa họ đóng gói rất cẩn thận nên là về tình trạng còn rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, đặc điểm của dòng đời 9 là thiết kế theo kiểu là hơi hơi đánh gầm, tức là cái phần hơi dưới này thì khi cái hơi đi xuống nhá, thông thường thì hơi nó sẽ thiết kế ở phần phần giữa này, phần trung của con loa này hoặc là phía sau của loa, có thể là dẹt hoặc tròn, nhưng với con này thì thông hơi sẽ để phía dưới. Nếu bác nào mà hay thường xuyên theo dõi nhà em thì em hay test con súp VK39 hoặc con VK37 hay là con Onkyo R70, các cái dòng súp ấy thì toàn là súp đánh gầm, dòng súp điện đánh gầm thì nó tạo ra những cái hòa âm phối khí nó rất là hay đấy, nó giúp cho tiếng bát nó đậm hơn và tiếng súp nó sẽ thả những quả trầm, nó phải ra trầm đấy. Thì con này nó thiết kế y chang như vậy, tức là khi hơi nó đi xuống nó tạo ra những cái tiếng bát đánh nó đầm và nó chắc, nó cảm giác như là nó đủ trầm rồi ấy, nghe nó rất là thích đấy. Công suất hay, âm ly hay, nhưng mà thiếu đi một con loa chất lượng thì cũng vứt các bác nhá. Công suất hay, âm ly tốt, phải có một con loa xứng tầm.
Đấy thì L95X là một con loa của nó đẳng cấp, hàng đẹp mà chất âm thôi khỏi phải bàn. Đấy. Mà giá thành thì có bao nhiêu ạ? Có 2.390.000 thôi. Đấy, quá là hợp lý luôn. Đấy, tính theo giá trị trưng bày thì em thật quá rẻ. Vừa trưng bày vừa nghe nhạc thì nó quá là rẻ. Đấy, hàng đẹp như thế này. Đấy thì bác nào đang có nhu cầu dòng loa đời cao, chất âm hay mà giá thành lại hợp lý thì alo ngay cho em, lấy ngay cặp này về. Đấy. Số điện thoại lệ đặt hàng gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số thì các bác gọi cho em bất kể số lạ cũng được nhá. Đấy, bất kể số lạ cũng được. Hoặc có thể qua trực tiếp cửa hàng số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình thì chỉ khoảng vài trăm mét là các bác có thể đến tận cửa hàng rồi. Đấy, ô tô đậu thoải mái luôn. Vâng. Em xin phép kết thúc video tại đây. Đấy, thì bác nào chốt thì để em test bàn giao nhé. Vâng, xin chào các bác.